Cô Thu, 61 tuổi, làn da mất nhiều collagen, elastin, trùng nhão, kém săn chắc. Cô mày sụp, vết trình chìm khóe mắt, má chảy xệ, rãnh mũi, má sâu, đường viền hàm chảy xệ. Xóa tan nỗi lo ấy, trẻ ra 10 tuổi ngay hôm nay với công nghệ căng chỉ Lifting Go, bước đột phá hoàn hảo cho làn da lão hóa. Với chính bàn tay ảo thuật của tiến sĩ bác sĩ quốc tế Tan Natchlieli, bậc thầy trong việc điều trị trẻ hóa da và phẫu thuật thẩm mỹ. Sợi chỉ thiết kế dạng đầu cuông để thắt chặt và tạo các điểm nail tuyệt vời ở các mô dưới da, hiệu quả ngay sau khi điều trị, giúp cơ mặt được nâng lên, rãnh mũi, má cải thiện rõ rệt, da săn chắc, giảm thiểu các nếp nhăn vùng mắt, vùng má. Cả nhà ơi, coi như là tiến sĩ bác sĩ Tai đang cắt cái phần chỉ mà sau khi điều trị một nửa gương mặt cho chị Thu. Rồi, và còn một cái phần trên nữa là chúng ta đã xong nửa gương mặt rồi, rất là nhanh. Và cũng nói thêm với cả nhà, đây là sợi chỉ thế hệ mới nhất đến từ Mỹ. Thì đây là công nghệ đầu côn chớp nón. Thì có 3 loại khác nhau, loại 8 đầu côn, loại 12 và loại 16. Và bây giờ tiến sĩ bác sĩ Tai đã xong nửa gương mặt rồi. Dạ, mời chị Thu ngồi dậy ạ. Chị ơi, bây giờ mình như thiếu nữ nha chị. Mình sẽ đi nhẹ, nói khẽ, cười nhẹ nhàng. Bởi vì bác sĩ vừa mới điều trị cho chị xong nửa cái gương mặt rồi. Trước tiên thì cho phép mày hỏi một chút là chị có thấy đau hay là thấy khó chịu trong quá trình điều trị không chị? Tình điều trị này, mày chỉ này không thấy kiếm cái đau gì hết. Bây giờ em mời chị xem cái gương, xem cái phần mà nửa điều trị của mình bên đây. Chị thấy như thế nào nha? Chị rất vui, thanh mai rồi. Hồi chưa làm thì cái chỗ này cái rãnh nó sâu mà da chị nó nhăn. Giờ da chị thấy nó thẳng ra rồi. Nó thẳng ha chị ha. Em thấy cái này nè, cái đoạn này của chị rất là sâu này. Và đây cái phần này đã điều trị rồi, nó sâu. Và hiện giờ là đang có những cái vết nó hơi giống như vết đi kim của bác sĩ. Thì nó cũng hơi bầm một chút thì thấy nó hơi tối. Nhưng mà vài bữa nữa khi mà nó hết thì nó lại sáng ra. Và cái phần này của chị nó rất là đẹp. Và nó nâng cái gương mặt của chị. Tiến sĩ bác sĩ Tan Natchlieli, người có hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ, thực hiện hơn 8.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó trên 6.000 ca về phẫu thuật ngực và trên 1.000 ca hút mỡ, trên 1.200 ca phẫu thuật mặt như cắt mắt, nâng mũi, căng da mặt, hơn 15.000 ca về thẩm mỹ laser, filler. Người chuyên thuyết trình về các phương pháp làm đẹp mới nhất đến các bác sĩ trên thế giới tại các hội nghị y khoa như hội nghị Plastic Surgery at the Red Sea tại Eilat, Israel, hội nghị AMCAD. Tiến sĩ bác sĩ Tan Natchlieli thực hiện điều trị từng khách hàng chỉ có tại BB Thanh Mai. Ngoài ra tại BB Thanh Mai còn quy tụ các công nghệ trẻ hóa da hàng đầu Việt Nam như Ultherapy, Thermage FLX, Thermage CPT, Nano Collagen, tế bào gốc. BB Thanh Mai vinh dự nhận giải thưởng thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương và có đầy đủ các giấy phép hoạt động khám chữa bệnh do Bộ Y tế cấp, là nơi được các sao Việt tin tưởng truyền miệng nhiều nhất, điều trị thành công hàng triệu ca trẻ hóa da. Để đảo ngược lão hóa, giữ mãi thanh xuân, quý khách hàng liên hệ hotline 1800 66 17 ngay hôm nay.